Công dụng chữa bệnh tuyệt vời của nhà đam. Từ lâu, nhà đam đã được biết đến như là thần dược dành cho da của phụ nữ. Tuy nhiên, ngoài tác dụng trên da, nó còn được biết đến như một vị thuốc quý cho sức khỏe. Nhà đam, còn gọi là lô hội, long thủ, cây dứa tàu, đã được con người biết đến và sử dụng từ rất lâu. Bác sĩ Trần Hữu Vinh, trưởng phòng quản lý y dược học cổ truyền, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo y học cổ truyền, nhà đam có vị đắng, tính mát với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát huyết, cầm máu, nhuận tràng. Nhờ chất glyco protein, nhà đam có tác dụng chống viêm và giảm dị ứng, giúp làm lành vết thương. Bên cạnh đó, nhà đam còn giúp tăng cường giải độc cho cơ thể nhờ tăng cường chuyển hóa tại gan, thận, giúp loại trừ độc tố cho tế bào. Khi sử dụng nhà đam, người dùng có thể sẽ bị sổ nhẹ, nhờ đó giúp đẩy hết những vi khuẩn độc trong ruột ra ngoài. Tác dụng chữa bệnh của nhà đam. 1. Thanh nhiệt. Nhà đam là liều thuốc tự nhiên để giải độc cho cơ thể. Nếu lịch học và làm việc khiến bạn phải kết thân một cách bất đắc dĩ với những hàng quán bán thức ăn ngoài đường hay những tiệm fast food, thì bạn nên bổ sung nước hoặc chè nhà đam đậu xanh vào thực đơn hàng tuần của bạn. 2. Hỗ trợ tiêu hóa. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh phải đảm bảo nhiệm vụ hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng từ các món ăn mà tiền mâm vào mỗi ngày. Nhà đam nấu chung với đậu xanh sẽ là món chè giải nhiệt hoàn hảo, giúp giải độc tố trong cơ thể, đồng thời làm mát và dịu da. Bạn có thể dùng món chè này như một phương thuốc làm đẹp da, vừa công hiệu lại cực kỳ ngon. 3. Tăng cường sức đề kháng. Uống nước nhà đam thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì mức cân nặng khỏe mạnh, đồng thời cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Nhà đam không hề làm bạn méo lên mà lại giúp bạn duy trì nguồn năng lượng cho cơ thể hoạt động. 4. Chăm sóc da. Chất nhầy trong gel phần thịt của nhà đam có khả năng thấm ướt, tạo độ ẩm cho da, giúp da dễ đàn hồi và giảm các nếp nhăn. Gel của chúng còn có tác dụng kích thích sự tổng hợp các collagen và sợi elastin, giúp ngăn chặn sự hủy hoại của da khi bị lão hóa. Trong quá trình chăm sóc da, chất gel này có tác dụng xe lửa chân lông, giảm mụn một cách hiệu quả. Theo dân gian, nhà đam là phương thuốc làm lành da tự nhiên rất hữu hiệu. Khi thoa một lớp gel lên da, các vết thương do bị bỏng, phồng rộp, con trùng cắn và mảng ngứa sẽ nhanh chóng được phục hồi. Nếu bạn phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, da sẽ trở nên bỏng rát, khó chịu. Chỉ với một chút dịch của lô hồi sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại cảm giác mát mẻ cho làn da. 5. Chống mỏi mắt. Nếu mắt của bạn mỏi, có quầng thâm, mi mắt nặng, hãy sử dụng lô hồi để chữa trị. Rất đơn giản, dùng một nhánh lô hồi, gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài rồi đắp phần thịt lên mắt, nằm thư giãn trong vòng 15 phút. Dịch trong lá của lô hồi có tác dụng làm mắt dịu mát, dễ chịu. Sau một thời gian, vùng thâm quanh mắt sẽ giảm hẳn. Bạn nên sử dụng chất gel này mỗi tối trước khi đi ngủ để chống mệt mỏi cho vùng mắt. 6. Tác dụng kháng khuẩn. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh gel nha đam có tính sát khuẩn và gây tê, dùng để sát trùng, thanh nhiệt, phòng tiểu, làm êm dịu vết thương khi bị phỏng nhẹ, bị con trùng châm chích. Nhũ dịch được bào chế từ nha đam dùng để chế các loại thuốc trị eczema hay các mụn chất lỡ làm mau kéo da non ở vết thương. Dịch từ nha đam có tính kháng khuẩn cao in vitro. 7. Tác dụng sổ nhuận tràng. Thời xa xưa, từ Hippocrates đến Hải Thượng Lãn Ông đã biết đến đặc tính nhuận tràng, nhuận gan, điều kinh ở nhà đam. Liều thấp 20-50mg nhựa ô liu khô có tính bổ đắng, kiện tỳ vị, nhuận gan. Liều vừa 100mg 3-5 lá tươi, sát trùng đường ruột, điều kinh, nhuận tràng, sổ. Liều cao 200-500mg 10-20 lá, sổ mạnh. 8. Trị viêm loét dạ dày. Uống gel tươi của lá nhà đam, cứ vài giờ uống một muỗng canh gel tươi lúc bụng không có thức ăn sẽ làm lành vết viêm loét dạ dày. Không được quá 400mg gel tươi trên một ngày. 9. Trị bệnh ngoài da. Dịch nhà đam tươi có tác dụng làm sang da, làm nhỏ lỗ chân lông. Bôi gel tươi hàng ngày lên mặt có tác dụng ngừa nám, làm mịn da, ngừa mụn. 10. Phòng ngừa sỏi niệu. Anthraquinone
sẽ kết hợp các ion calcium trong đường tiểu thành hợp chất tan được để tống ra ngoài theo đường tiểu. Cách dùng nha đam chữa bệnh. 1. Đối với đôi môi nứt nẻ. Mùa hanh khô đang đến gần, đôi môi gợi cảm của bạn đang phải đương đầu với những mối nguy hại do thời tiết hanh khô gây ra. Bạn đừng quá lo lắng và bối rối. Hãy dùng nhựa lô hội bôi lên môi để tìm lại bờ môi mọng đỏ như trái dâu tây. 2. Trị mụn. Lô hội có khả năng tiêu diệt mụn và các tế bào chết, thu hẹp các lỗ chân lông và cho bạn một làn da săn chắc. Hãy dùng lô hội bôi ngay vào nốt mụn khi phát hiện ra nó để ức chế quá trình phát triển. Mỗi ngày, dùng 200g lá nha đam tươi rửa sạch, cắt nhỏ ra hai bên. Dùng dao inox, rạch trên lá nhiều hình vuông bằng con cưa nhỏ rồi cắt rời ra. Thêm 50g đường cát, 2 muỗng canh mật ong, nước đá đập nhỏ, để ăn. Hoặc dùng 500ml nước cốt nha đam, 200ml mật ong trộn đều để vào tủ lạnh dùng dần, ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 muỗng canh trước bữa ăn. Hoặc lấy nước vo gạo để lắng, bỏ nước trong bên trên, liều lượng tùy dùng trong ngày. Dùng muỗng, nạo lấy nhựa nhớt bên trong lá nha đam bằng với lượng nước vo gạo. Trộn đều hai thứ, buổi tối trước khi đi ngủ, lau mặt cho sạch, rồi thoa dung dịch lên mặt. Thoa cho đều, để vậy đến sáng, rửa lại bằng nước ấm. 3. Khắc phục chứng khô mắt. Các tác dụng ngăn ngừa chứng khô mắt do tiếp xúc nhiều giờ với ánh nắng mặt trời và tiếp xúc với máy tính cường độ lớn. Đơn giản, hãy lấy phần cùi của cây lô hội đắp lên mắt trong vòng vài phút. 4. Trị chứng nguyệt sang bất thường. Nguyệt sang là chứng bệnh thường gặp và gây ra nhiều rắc rối đối với phụ nữ. Để khắc phục không khó, bạn hãy nấu sôi nước lô hội và thêm một chút đường để tạo thành nước siro. Uống nước này khoảng 1 tuần trước khi kỳ nguyệt sang để cải thiện tình hình. 5. Đối với các vết bỏng. Đối với các vết bỏng nhẹ ở cấp độ 1-2, hãy nhanh chóng lấy nhựa cây lô hội và thoa vào vết bỏng để tránh sưng phồng và tái đỏ. 6. Bệnh xơ gan cổ trướng. Lấy một nắm cây nha đam, gột bỏ phần có gai hai bên lá, một chút mật ong nguyên chất, tất cả bỏ vào máy xay sinh tố rồi xay đều. Lấy nước uống một ngày 3 lần, 15 phút trước bữa ăn, mỗi lần uống chừng 20ml, một muỗng canh. Uống liên tục nhiều tháng, bệnh sẽ thuyên giảm khả quan hoặc khỏi hoàn toàn. Lưu ý, không có thêm rượu cho người bị bệnh gan. Lưu ý khi sử dụng nha đam, không nên đắp mặt nạ nha đam thường xuyên, tốt nhất chỉ nên đắp 2-3 lần trên một tuần. Phụ nữ có thai và đang cho con bú. Một vài báo cáo cho thấy, nha đam có thể liên quan với sảy thai, dị tật bẩm sinh. Phụ nữ có thai và đang cho con bú không nên dùng các sản phẩm từ nha đam. Bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị thuốc. Một vài nghiên cứu cho thấy, kẹo nha đam có tác dụng giảm mức đường huyết. Nếu bạn bị đái tháo đường và đang điều trị thuốc mà muốn dùng nha đam, hãy theo dõi chỉ số đường huyết chặt chẽ hơn để phòng ngừa biến chứng hạ đường huyết quá mức. Có biểu hiện nhịp tim nhanh, vã mồ hôi, đánh trống ngực, run. Nếu nặng hơn, có thể gây giảm khả năng tập trung, lú lẫn, hôn mê. Người mắc bệnh trĩ. Khi dùng nha đam, đặc biệt là có lẫn nhựa cây, sẽ gây kích ứng đại tràng, có thể làm bệnh nặng hơn. Người có bệnh lý thần. Không nên dùng liều cao hoặc kéo dài vì một số hợp chất trong nhựa cây khi tích lũy sẽ gây suy thận. Phẫu thuật. Do tác dụng làm giảm đường huyết nên nha đam sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát mức đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Nên ngừng dùng nha đam ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật. Người đang dùng thuốc digoxin chữa suy tim, thuốc lợi tiểu, thuốc kháng đông, thuốc chống rối loạn nhịp. Chú ý vì nha đam nhượng trường gây tiêu chảy và làm giảm ion kali trong cơ thể, gây tăng tác dụng phụ của thuốc. Người cao tuổi hay người thường bị đầy bụng, ăn không tiêu, đi cầu phân sống, tiêu chảy. Theo đông y, những chứng trên gọi là bệnh lý tỳ vị hư hàn, không nên dùng nha đam. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản từ dứa dại, đánh bay cảm ho, sỏi thận đến viêm gan. Lá dứa dại có vị đắng cay,
thơm, có tác dụng sát khuẩn, hạ nhiệt. Rễ dưới dạ đường sử dụng phổ biến, có tinh mát, công hiệu lương huyết, lợi tiểu, tiêu độc. Dứa dài hay tên gọi khác là dứa gai, dứa gỗ, dứa núi, lỗ cổ tử, sơn ba la, giả ba la, lỗ đầu tư. Là một cây thuốc nam quý, cao từ 1 đến 2 mét, lá mọc tập trung ở ngọn, quả to khi chín màu vàng. Theo đông y, nhiều bộ phận của cây dứa dài được sử dụng làm thuốc quý. Lá dứa dại có tác dụng sát khuẩn, hạ nhiệt, làm long đờn, lợi niệu. Rễ dứa dại được sử dụng phổ biến hơn, có vị ngọt nhạt, tính mát, công hiệu lương huyết, lợi tiểu, tiêu độc, nên dùng trị cảm mạo, phát sốt, viêm thận, viêm đường tiết niệu, viêm gan, xơ gan cổ trướng, viêm kết mạc mắt. Ngoài ra, quả dứa dại còn có tác dụng trị lì, ho, hạt quả trị viêm tinh hoàn, hay trĩ. Cách chế biến và thu hái. Các bộ phận, đọt non, quả và rễ quả dứa dại được dùng làm thuốc. Rễ non chưa bám đất thái mỏng, phơi khô, hạt sấy khô dùng dần. Quả thái mỏng, phơi hạt sấy khô sử dụng dần. Một số bài thuốc chữa cảm ho, sỏi thận và viêm gan từ dứa dại. 1. Chữa cảm ho. Dùng hoa dứa dại 4-12g, sắc uống chữa được bệnh ho cảm mạo. Lấy 20-30g rễ, đem xào thơm, sắc lấy nước, chia 2 lần uống trong ngày sẽ chữa được chứng đau đầu, mất ngủ. 2. Chữa các bệnh về thận. Một trong các nguyên nhân hình thành sỏi thận đó là do bí tiểu lâu ngày khiến các chất cặn bã tích tụ tạo sỏi. Các thành phần của cây dứa có tác dụng khá tốt trong việc trị sỏi thận. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh, phương pháp dân gian này chỉ phù hợp đối với những người mắc sỏi giai đoạn đầu khi tình trạng còn nhẹ và viên sỏi còn nhỏ. Đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn, cần đến các cơ sở chuyên khoa để khám và có lộ trình điều trị thích hợp. Lấy 12-20g rễ dứa dại, 10-12g hạt quả chuối hột, 10-12 rễ cỏ tranh, 8-10g bông mã đề, 15-20g, 15-20g kim tiền thảo, lá đồng tiền hay còn gọi là lá mắc trâu, 10-12g rễ cây lau, 10-12g củ cỏ ống sắc lấy nước, chia làm 2-3 lần trong ngày, uống vào trước bữa ăn, mỗi lần khoảng 100-150ml, có tác dụng chữa sỏi thận, tiết niệu. Đem 30-60g rễ dứa dại, 150-200g thịt heo nạc, nấu canh ăn ngày một lần. Một tuần ăn 3-4 lần, kết hợp hàng ngày cùng với 30-60g rau dừa nước khô, 12-16g rau má, 10-12g bông mã đề, 12-16g bồ công anh, sắc lấy nước uống vào trước bữa ăn ngày 2 lần, mỗi lần 150ml sẽ giúp trị viêm thận, phù thủng. Đem 15-20g đọt non, sắc uống sẽ chữa đái gấp, đái buốt, đái ra máu. 3. Bài thuốc chữa viêm gan. Dùng 20-30g quả dứa dại, 20-30g lá vào nước, 12-20 lá cây oro, sắc lấy nước uống ngày 2 lần, mỗi lần chừng 150ml vào trước bữa ăn, có tác dụng trị viêm gan, xơ gan cổ trướng. Ý đặc biệt khi sử dụng quả dứa dại. Không được tùy tiện sử dụng quả dứa dại chữa bệnh. Việc sử dụng phải có sự hướng dẫn từ các thầy thuốc. Nếu tự ý sử dụng, cực kỳ nguy hiểm bởi ở quả dứa dại có lớp phấn trắng rất độc, không bào chế đúng cách và đưa vào cơ thể trong thời gian dài có thể gây ra ngộ độc, suy thận. Quả dứa dại có tác dụng chữa bệnh gan nhưng chỉ chữa được một số bệnh viêm gan nhất định chứ không phải tất cả thể viêm gan đều có thể dùng vị thuốc nam này. Hơn nữa, nó cũng chỉ có tác dụng chữa viêm gan cấp, mới bị và một số ít thể viêm gan mãn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng vứt thêm bất kỳ hạt bưởi nào sau khi đọc bài này. Nếu bưởi là một loại hoa quả được yêu thích, thì hạt bưởi lại là một vị thuốc quý, có tác dụng phòng chống nhiều loại bệnh nguy hiểm. Thông thường, khi ăn bưởi, chúng ta có thói quen bỏ hạt đi. Tuy nhiên,
Đây là một thói quen không tốt, bởi hạt bưởi có chứa pectin, vốn là tinh chất giúp giảm hấp thu cholesterol và lipid, cầm máu, chống táo bón, phòng chống sự gia tăng đường huyết ở người bị bệnh tiểu đường, chữa bệnh tim mạch cực tốt. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, pectin là một chất xơ có khả năng hòa tan trong nước, vì thế bạn có thể chiết xuất pectin từ hạt bưởi một cách dễ dàng. Hướng dẫn cách chiết xuất pectin từ hạt bưởi. Bước 1. Chọn những hạt bưởi không bị lép và lấy khoảng 20 hạt tươi. Các hạt còn lại thì đem phơi hơi khô rồi bỏ vào bịch và bảo quản nơi khô ráo để dùng dần sau này. Bước 2. Cho 20 hạt bưởi đã chọn vào cốc nước sôi tầm 70 đến 80 độ C. Nước chỉ vừa ngập đến các hạt. Bước 3. Dùng dụng cụ rây bột hoặc đôi đũa đánh liên tục hạt bưởi trong nước sôi suốt khoảng 5 đến 6 phút. Lọc hết nước nhầy cho vào một cốc riêng. Bước 4. Tiếp tục đánh và lọc chừng 3 đến 4 lần nữa cho đến khi sờ tay vào hạt bưởi mà thấy hết nhầy thì dừng lại. Tùy từng loại bưởi mà số lần đánh hạt sẽ khác nhau. Bước 5. Đem cốc nước nhầy, pectin lấy được sử dụng trực tiếp trong 3 ngày sau khi chế biến. Lưu ý, chất pectin có thể bảo quản trong tủ lạnh được 2 ngày và lúc bấy giờ sẽ có tình trạng đông lại như thạch trắng. Nếu hạt chất pectin chiếm khoảng 4-20% trong vỏ hạt bưởi tươi thì các hạt bưởi khô mà nhân trong còn ẩm vẫn tồn tại từ 3-16% chất pectin, do pectin chỉ dễ tan trong nước. Cách dùng pectin để chữa bệnh tiểu đường tiếp 2. Uống 50ml pectin trước bữa ăn chính 10 phút, 3 lần một ngày. Dùng liên tục mỗi ngày cho đến khi mức đường huyết trở lại bình thường. Cách dùng pectin để giảm béo. Uống 50ml pectin trước bữa ăn chính 10 phút, 3 lần trên ngày. Kiểm tra cân nặng sau 1 tuần. Cứ kiểm tra cách tuần cho đến khi đạt chuẩn cân nặng mong muốn thì dừng lại. Cách dùng pectin để trị rối loạn lipid máu, tim mạch, táo bón. Uống 50ml pectin sau bữa ăn chính 60 phút, 2 lần trên ngày. Dừng uống ngay khi các xét nghiệm mỡ máu, hoặc tim mạch trở lại bình thường và căn bệnh táo bón đã khỏi. Cách dùng pectin để trị bệnh chảy máu cam, chảy máu chân răng. Uống 20ml pectin mỗi lần và uống 3 lần như vậy trong 60 phút đầu tiên, ngay khi có dấu hiệu chảy máu. Nhét thêm bông gòn đã tẩm pectin vào lỗ mũi đối với chảy máu cam, vào chân răng đối với chảy máu chân răng. Cách dùng pectin để hỗ trợ tiêu hóa. Uống từ 20 đến 30ml dung dịch pectin mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.